Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đến với bản tin mới nhất ngày hôm nay. Vậy là ngày mai đã là cúng thất lần thứ 3 cho ca sĩ Phi Nhung rồi. Và đã tròn 21 ngày kể từ khi ca sĩ Phi Nhung đã chút hơi thở cuối cùng từ ngày 28 tháng 9 năm 2021. Và Mạnh Quỳnh cũng có chia sẻ đáng lẽ anh sẽ không đến nhà của Wendy đâu. Nhưng vì quá thương nhớ cho người tình sân khấu của anh đã gắn bó suốt 22 năm qua. Và cũng đã cùng nhau ca hát ở khắp các sân khấu lớn nhỏ ở trong và ngoài nước. Nên Mạnh Quỳnh đã quyết định sẽ bay về để cùng Wendy lo cúng thất tuần lần thứ 3 cho ca sĩ Phi Nhung. Và cầu mong cho linh hồn của ca sĩ Phi Nhung sẽ được siêu thoát. Và cũng theo nhiều người chia sẻ là sau 49 ngày thì mới về với cõi Phật được. Còn trước 49 ngày thì vẫn còn vương vấn ở trên trần gian. Và như tất cả chúng ta cũng đã biết là ca sĩ Phi Nhung đã ra đi mãi mãi và để lại 23 đứa con. Thì chắc chắn là ca sĩ Phi Nhung sẽ không thể nào ra đi thanh thản được. Và Mạnh Quỳnh cũng đã có những lời chia sẻ, tâm sự viết về ca sĩ Phi Nhung. Cảm ơn em đã đến để yêu thương, em làm tốt những công việc trên trần gian rồi. Khi ta sinh ra, mọi người vỗ tay chào đón. Và khi ta nằm xuống thì hàng triệu người ở trong và ngoài nước một lần nữa khóc tiếc thương em. Và Chủ tịch nước cũng đã ngợi khen em. Nhiều ngôi chùa lớn, quý chư tăng Phật tử đã lập bàn thờ cầu siêu để tri ân. Bởi tấm lòng lương thiện hơn 20 năm qua đã làm thiện nguyện và cống hiến cho đời và quên đi bản thân mình. Cái chết mà không chết trong tim của mọi người, đó mới là điều đáng sống và ít ai có thể làm được và để cho hàng triệu trái tim phải thương nhớ và xót xa khi em ra đi. Và xin một lần nữa, cúi tiến đưa em, Nam Mô Tây Phương Cực Lạc, Thế Giới Đại Từ Đại Bi, A Di Đà Phật. Đó là những chia sẻ của Mạnh Quỳnh và rất tiếc thương cho ca sĩ Phi Nhung. Và đến hiện tại thì ca sĩ Phi Nhung đã ra đi được 21 ngày và tất cả chúng ta cũng chưa thể nào tưởng tượng được là ca sĩ Phi Nhung đã ra đi và vẫn còn nhớ là ca sĩ Phi Nhung vẫn còn hát cho chúng ta nghe những bản nhạc dân ca trữ tình và vẫn còn chưa tin là ca sĩ Phi Nhung đã qua đời. Và anh Đỗ Quang Trí là quản lý của ca sĩ Phi Nhung cũng đã có những chia sẻ. Mai là thất thứ 3 và mình vẫn chưa tin sự thật này. Nhưng ngay cả khi mất đi, Phi Nhung ra đi và có thể đã để lại được điều gì? Tất nhiên sẽ không cần kể đến giá trị tinh thần. Đó là giọng ca như tiếng chuông ngân thánh thót cùng kho tàng vô vàn ca khúc hit của nữ hoàng băng đĩa. Cũng không kể đến trái tim nhân hậu, tấm lòng của nhà Phật mà ai theo dõi cũng có thể tự cảm nhận được. Và hàng loạt các ngôi chùa từ trong đến ngoài nước đã làm lễ cầu siêu để tưởng nhớ và tưởng niệm, nhưng theo ý kiến chủ quan của cá nhân, mình thấy thế này và sẽ có những ý kiến sau đây. Là đó là bài học về vaccine, nhắc nhở mỗi chúng ta, vaccine tốt nhất là vaccine được tiêm sớm nhất. Và ngay khi có cơ hội hãy tiêm ngay và không chần chừ và chờ đợi, do dự về lý do gì. Vì Covid không chừa một ai. Ngày chị mất là ngày 28 tháng 9 năm 2021. Số ca nhiễm tại thành phố Hồ Chí Minh thấp kỷ lục, chỉ còn 377 ca, trong khi đó ngày 27 tháng 9 là 4.134 ca và cũng vào ngày 29 tháng 9 là 4.699 ca. Và thứ hai, đó là bài học về dân vô thường, sinh lão bệnh tử và bệnh tật tai nạn bất thường luôn xảy ra. Nếu nhìn kỹ lại bản thân thì sẽ thấy dường như chúng ta ít khi thực sự sống ngay trong giây phút hiện tại, mà thường để tâm trí hồi tưởng về những việc trong quá khứ hoặc suy nghĩ tính toán tới những chuyện xảy ra trong tương lai. Và cần tập thói quen bỏ câu nói hôm nào rảnh cà phê nhé, ngay câu cửa miệng gây chán ghét nhất ai cũng nghĩ sẽ dài lâu và có quyền nói với nhau, hẹn những lần gặp mặt sau đó. Thế nhưng quên mất rằng cái vô thường của sự sống thì hôm nào có thể là ngày mai. 51 tuổi kiếp tầm nửa đời nhà tơ vẫn còn biết bao hoài bão còn dang dở và tất cả chúng ta đều không ngờ. Và thứ ba, đó là bài học về sống có ích và lựa chọn sống như thế nào, đó là điều do chúng ta. Và khi chúng ta ra đời thì cũng chẳng có một đồng, khi ta chết rồi cũng chẳng mang đi được một xu. Nhưng hãy sống để khi mình ra đi thì mọi người sẽ luôn ghi nhớ về mình. Như ca sĩ Phi Nhung sẽ luôn sống trong tim và sống trong tâm trí của hàng triệu khán giả và những fan hâm mộ luôn yêu mến ca sĩ Phi Nhung. Và 4, đó là bài học về tình nghệ sĩ, tình đồng nghiệp.
là những lời mình nghe được từ tang lễ của chị Phi Nhung, là show đầu tiên tại Mỹ của Minh Tuyết. Do Phi Nhung bốc, là sự giúp đỡ do Quang Lê khi mới về Việt Nam, thậm chí là những sự hỗ trợ đó đôi khi không nhất thiết phải là điều gì to tát mà làm Châu Ngọc Hà nhớ mãi như bó hoa fan tặng Phi Nhung mà đưa lại cho cô để lên hình cho đẹp vì em là ca sĩ mới. Là chị Việt Hương không quản ngại đồng hành cùng chị Phi Nhung trong hành trình dài về với con gái, những ước nguyện trong chuyến bay đặc biệt nhất. Và tôi nhận ra, người hạnh phúc nhất khi làm cho người ta hạnh phúc là người ta thấy cuộc đời mình ý nghĩa khi làm được điều gì đó thật ý nghĩa. Và thứ năm, đó là bài học về virus đáng sợ nhất là virus về lòng người, như anh Mạnh Quỳnh đã nói. Có quan điểm cho rằng, sống ở đời, không làm được việc thiện, ít nhất đừng làm điều ác. Và không nói được những điều hay thì ít nhất cứ kiệm lời và khiêm tốn. Và kỳ lạ thay, đang càng ngày càng nhiều người nói như cho bõ tức và nói như cho hả lòng hả dạ để thể hiện ta đây là người hiểu biết, mà thực ra có khi chả biết gì và chả biết mình đang nói cái gì, vì chỉ biết anh đua theo vô thức. Và những cảm xúc tiêu cực lại là một chất xúc tác khiến cơ thể trở nên yếu hơn và suy giảm năng lượng miễn dịch tự nhiên. Và virus cũng dễ thâm nhập hơn vào cơ thể và khó chống chọi với virus hơn. Và vui buồn hợp tan, và hoa nở cũng tàn, và lưu giữ một phần trân trọng trên đường đi qua dọc đường an yên. Và vui vẻ thì dọc đường hoa bồ đề sẽ ngát tỏa hương thơm. Và ngày 2 tháng 10, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khi nhắc về Phi Nhung có nói: đã có nhiều hy sinh, tổn thất, mất mát và thương đau, và cả sức mạnh kiên cường, đoàn kết, lòng nhân ái và tinh thần lạc quan trong mọi nghịch cảnh. Và đất nước và dân tộc không bao giờ quên những khoảnh khắc phi thường ấy. Và vậy, nếu kiếp sau hãy làm, thì tiếp tục làm Phi Nhung nha. Bởi vì làm Phi Nhung, chị rất phi thường. Và đó cũng là những chia sẻ của anh Đỗ Quang Trí về ca sĩ Phi Nhung. Bởi vì chúng ta cũng đã biết là ca sĩ Phi Nhung đã một đời sống, cống hiến trọn vẹn và luôn sống vì người khác và không nghĩ đến bản thân mình. Mà ngay cả khi đã qua đời thì cũng do mắc căn bệnh Covid-19 và cũng đang trong lúc làm thiện nguyện nấu bữa ăn tình thương giúp đỡ cho bệnh viện. Và cũng như những chia sẻ của Mạnh Quỳnh đã cạn nước mắt khi viết lên những dòng tâm sự về ca sĩ Phi Nhung, là cảm ơn em đã đến để yêu thương. Em làm tốt những công việc trên trần gian rồi. Và khi ta sinh ra, mọi người đều vỗ tay chào đón. Và khi ta nằm xuống thì hàng triệu người ở trong và ngoài nước một lần nữa lại khóc và tiếc thương em. Và Chủ tịch nước cũng đã ngợi khen em, và nhiều ngôi chùa lớn nhỏ, chư tăng Phật tử đã lập bàn thờ để cầu siêu tri ân bởi tấm lòng lương thiện hơn 20 năm qua làm thiện nguyện và cống hiến cho đời và quên đi là bản thân mình. Và cái chết mà không chết trong tim của mọi người, đó mới là điều đáng sống và ít ai có thể làm được. Và câu nói đó thì cũng có thể cho chúng ta thấy ca sĩ Phi Nhung tuy đã ra đi mãi mãi, nhưng về ngôi sao sáng của ca sĩ Phi Nhung thì sẽ vẫn mãi tỏa sáng và vẫn sẽ luôn in sâu hình ảnh của ca sĩ Phi Nhung ở trong lòng khán giả và những người hâm mộ luôn yêu mến ca sĩ Phi Nhung.